Chào các bác nhé, buổi chiều lại tiếp tục nắng nóng lại, anh em lại ủng hộ. Anh ơi, cho nên có cháy không ạ? Vậy bác nào có nhu cầu về điều hòa thì tiếp tục lại liên hệ ủng hộ cho em nhé. Thì buổi chiều ngày hôm nay tiếp tục em lại giới thiệu cho các bác ba con điều hòa của dòng Panasonic. Ba con này máy rất chìa đẹp luôn. Một con 12.000, hai con 12.000 và một con 18.000. Đều là hàng chức năng. Thì có hai con này thì 12.000 con đầu tiên thì có eco và có vệ sinh dàn lưới. Con thứ hai này có mặt dâng và có auto clear rộng dài. Con thứ ba này hàng VIP nhé. Con này thì có đầy đủ công nghệ nano khử khuẩn và cảm biến thân nhiệt. Ecolavi anh em gọi là mắt liếc, mắt camera. Đây. Mặt dâng và có hiển thị báo nhiệt độ phòng. Ba con này máy hình thức rất mềm đẹp luôn. Chuyên bán những cái mặt hàng tuyển chọn đẹp và máy của em máy bao zin, máy có đồng bộ, cũng bán những cái dòng máy lai ghép nhé và không sơn lại vỏ, đấy là những cái tiêu chính em bán, nên là những cái hàng chất lượng bao giờ giá thành nó sẽ khác, nên là các vậy bác nào có nhu cầu về những cái hàng chất lượng với em thì đến với em nhé. Đấy, thì còn 13 con nữa thôi là em cũng chuẩn bị là hết điều hòa rồi. Các bác đã đặt hàng thì trong khi chờ đợi em muốn test máy cho để bàn giao cho các bác. Hôm nay thì em làm hết công suất luôn, từ sáng đến trưa lên nay không nghỉ. Đấy. Rồi bác nào cần điều hòa thì tiếp tục lại ủng hộ cho em nhé. Vâng, xin chào các bác.